Chào mừng các bạn trở lại với Last Day on Earth Survival. Cùng tôi là Mr. Popcorn đây. Ta cùng làm nhà máy lọc level 4 nha các bạn. Tôi vừa mới nâng cấp cái nhà máy lọc rồi các bạn ạ. Đây level 4 đây. Cùng triển nào các bạn. Cùng di chuyển mấy cái rào sắt này nào. Khẩu súng máy này hỏng rồi. Khẩu súng máy này cũng hỏng rồi. Cùng di chuyển khẩu súng máy này nào. Khẩu súng máy này cũng hỏng. Cùng đặt mấy cái head horn này nào các bạn. Và đặt mấy cái slicer này nữa. Cái máy chém. Này phải mua thêm đồ rồi các bạn ạ. Cùng tiếp tục xây dựng nào các bạn. Bom 3 này các bạn này. Triển thôi chứ còn giờ chần chờ gì nữa. Ôi lại thiếu cái bình kia rồi. Thiếu cái motor, electronic motor. Electric motor. Chúng ta vẫn còn 6.000 điểm, 6.000 khoáng vật nữa các bạn ạ. Quá tuyệt. Xong. Quả phòng thủ chất chơi của chúng ta. Toàn phòng thủ xịn nữa các bạn ạ. Tôi nghĩ thế này là hợp lý nhất rồi các bạn ạ. Cùng triển nào. Màn dễ trước nhé. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Ui dồi ôi. Sự phóng lựu nào. Nắp AK vào này. Rồi bom nổ đúng rồi đấy các bạn ạ. Cursor đi ra rồi các bạn ạ. Còn cursor ngu ngốc này chết đi. Chúng ta đã hoàn thành màn đầu tiên. Được các bạn ạ. Được của nó đây các bạn ạ. Quá chất chơi. Phòng thủ của chúng ta quá xịn. Zombie còn không chạm đến chúng ta nữa. Lại phải sửa cái đường hầm rồi. Cùng sửa nó nào. Xong phim. Phải đường hầm này còn đường hầm nào không nhỉ? Chắc không. Có cái ống thông gió kia nhìn đáng nghi quá các bạn ạ. Cùng xem lại nào. Slicer của chúng ta hỏng rồi. Máy chém của chúng ta hỏng. Ba cái. Hỏng thì lại làm thêm. Có gì đâu.
Quá đơn giản. Hình như hàng rào gai của chúng ta vẫn ổn sao ấy. Súng máy này hỏng rồi. Cái súng máy này cũng hỏng. Xem nào. Súng máy chúng ta vẫn ổn. Cùng tiếp tục thôi nào. Mức thường này các bạn. Chiến nào. Màn phòng thủ quá xịn, chúng ta không thể nào bị xâm phạm được. Chiến thế nào. Bắn tất cả bọn này nào. Ôi dồi ôi, tôi chết các bạn ạ. Đau lòng quá. Thế nó mới đau chứ. Không hiểu sao tôi chết các bạn ạ. Quả đấy tôi không nhìn rõ. Có vẻ như ban nay tôi bị giết bởi chính cái súng máy của tôi các bạn ạ. Cái bom ba ấy. Thế nó mới đau chứ. Tầng hầm đóng. Một cái slicer hỏng rồi các bạn ạ. Thì xây thêm. Cái hàng rào gai này cũng hỏng rồi. Xây cái hedgehog nào. Cái hàng rào gai này cũng hỏng. Lại xây lại nào. Cái súng máy này cũng hỏng. Lại thiếu cái electric motor rồi các bạn ạ. Cùng xây nó nào. Xem nào. Tôi nghĩ ổn rồi. Chúng ta cùng tiếp tục nào. Phải tránh không bị không vào cái đường kính của cái quả bom nổ cũng được. Súng máy này bắn kinh quá. Ôi dồi ôi, tí nữa chết các bạn ạ. Ôi dồi ôi, tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng ta thắng rồi. Quá hay. Chẳng biết cái gì xảy ra luôn các bạn ạ. Cứ bắn thôi. Quá nguy hiểm. Quá nhanh và quá nguy hiểm các bạn ạ. Fast and Furious. Cùng xem lại nào. Úi dồi ôi, hỏng nhiều thứ quá. Ba cái slicer này. Máy cắt. Mấy cái bốn cái hang hong này cũng hỏng rồi. Súng máy của chúng ta à, một cái lay súng máy lighter kia hỏng rồi. Lại thiếu cái electric motor, thành phần đắt đỏ nhất trong mấy cái này. Cùng tiếp tục chiến nào các bạn. Cùng xem lại nào. Cùng kiểm tra nào các bạn. Có vẻ mọi thứ đều ổn các bạn ạ. Nhưng lần này tôi sẽ thay cái hàng rào gai này. Nó đã phục vụ chúng ta tốt. Nhưng mà giờ cho nó nghỉ hưu thôi.
màn cuối rồi phải mạnh, phải chất hết cỡ mới được. Slicer đều ổn, headhound đều ổn, súng máy đều ổn. Chiến nào các bạn? Tôi đã sẵn sàng. Màn khó nhất bắt đầu. Màn cuối cùng của tất cả mọi thứ rồi các bạn ạ. Đây là lần cuối chúng ta đánh nha các bạn. Phải cẩn thận không để bị bom nổ mới được các bạn ạ. Ghê quá. Và chúng ta đã chiến thắng. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Woo. Quá xịn. Màn khó nhất của chúng ta đã xong. Quá xịn các bạn ạ. Tôi nghĩ là hàng phòng thủ của chúng ta quá đỉnh nên là nó mới thế các bạn ạ. 5 cái slicer hỏng, 5 cái máy cắt hỏng. Và 4 cái he không hỏng, hàng rào thép hỏng. Rồi 9 khẩu súng máy của chúng ta vẫn còn bắn được như bình thường, vẫn còn chiến được các bạn ạ. Quá xịn, súng máy của chúng ta chất quá. Vậy là 5 cái máy cắt hỏng với 4 cái hàng rào gia cố hỏng, còn 9 khẩu súng máy vẫn bình thường các bạn ạ. Cùng nhìn lại nào. Ừ đúng rồi, 9 khẩu súng máy vẫn đang chơi được các bạn ạ. Quá xịn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành tất cả các level các bạn ạ. Quá chất. Vào cadena nào. Tất cả các phần thưởng. Quá tuyệt vời. Quá xịn các bạn ạ. Chúng ta cùng mở điểm thưởng nào. Cái dao nhé. Tất nhiên là M16 rồi. Súng không bao giờ cùi cả, súng không bao giờ đều cả các bạn ạ. Tất nhiên là cáp rồi. Chọn thức ăn cho chó vậy. Tất nhiên là khẩu Glock rồi. Và đây nào. Được khẩu minigun các bạn ạ. Cũng được. 10 khẩu súng. Quá tuyệt. Mê mìn này, cáp này, nắp chai này, lựu đạn này, với cả bình máu lớn này. Và ba tập blueprint, ba tập mod hiếm này các bạn. Đây là phần thưởng chính nha các bạn. File of Rare Blueprint, mấy cái tập mod, mấy cái bản mod hiếm nha các bạn. Và kho đồ chúng ta đầy rồi. Chúng ta sẽ mở nó trong giây lát các bạn ạ. Chúng ta cùng mở phần thưởng nào các bạn. Vào cadena, vào extraction. 80 cái kẹo cao su này. Được một khẩu con lót. Được đấy. 2 thép cũng được.
cái kính nút các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ để ngày mai quay tiếp các bạn ạ. Cái machete các bạn ạ. Tất nhiên là ba cái thẻ đỏ rồi. Và chúng ta không đùa nữa. Đây đến phần thưởng chính nào các bạn. Đây. File of Rare Blue Pin. Cái bản thiết kế súng các bạn ạ. Bật cái đầu tiên nào. Lost Magazine các bạn ạ. Ồ, chúng ta có thể học nó. Tốt rồi. La Magazine. Cái này đã học rồi, cái này đã học rồi. Tất cả cái này đều học rồi. Quá đều các bạn ạ. Cùng cho nó biến mất khỏi trái đất nào. Đăng xuất khỏi trái đất nào các bạn. Một cái thứ hai này. Something good. Ôi giời ơi. Ờ. Giảm thanh của khẩu Winchester các bạn ạ. Đau lòng quá. Bao nhiêu công bỏ ra mà chỉ được như thế này thì quá đau lòng. Sao cũng được. Quá tệ. Ờ. Extended Magazine. Cái băng đạn dài của khẩu Uzi các bạn ạ. Cũng tốt thôi. Ít nhất thì chúng ta cũng học được thứ gì đó. Và cái cuối này. Được cái gì tốt đi mà. Ôi giời, lại Winchester nữa. Tactical Stock. Đau lòng quá các bạn ạ. Vậy là lần mở này không gì tốt cả. Được mỗi cái băng đạn to của cái khẩu AK thôi. Đã học hết rồi. Vậy là chúng ta đã mở xong rồi. Trời ơi, bao nhiêu súng đạn, súng phóng lựu, bao nhiêu AK bỏ vào. Bỏ vào khổ quá các bạn ạ. Tốn bao nhiêu súng đạn mà chẳng được cái gì cả. Chẳng được cái bản đồ thiết kế nào tốt cả. Và theo như tôi thấy thì tôi đã tốn khoảng 15 khẩu. 15 khẩu AK nha các bạn. Chính xác là 15 khẩu AK và khoảng 6 khẩu súng phóng lựu cho toàn bộ refinery nha các bạn. Nhà máy lọc này, extraction này. 15 khẩu AK với khoảng 6 khẩu súng phóng lựu các bạn ạ. Quá đắt đỏ. Vậy mà cái bản đồ thiết kế mod ấy, cho vũ khí ấy chẳng có gì tốt cả. Chán quá các bạn ạ. Hơi buồn. Lần mở hòm này chẳng có gì đặc biệt cả. Đẻo quá. Cho điểm 3 trên 10. Quá tệ. Cả cái sự kiện này chỉ vì cái bản đồ mod đấy. Mà thiết kế mod đấy mà chẳng được cái gì cả. Được mỗi cái băng đạn to của AK là tốt thôi. Quá buồn. Vậy là chúng ta đã xong cái sự kiện này rồi. Các bạn đừng quên theo dõi kênh Thả Thích mọi bình luận nhé. Hẹn gặp lại.